Rồi bạn trình bày đi. Đầu tiên mình đến hộ khẩu phần hành chính. Mình nhân Lê Văn Tê, giới tính là nam, 64 tuổi, địa chỉ ở Hiến Thành, Vũng Liêm, Vĩnh Long, làm ruộng. Nhập viện vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2020. Lý do vào viện là đau bụng vùng hạ vị. Phần chuyên môn, bệnh sử, cách ngày nhập viện 3 tháng, bệnh nhân bắt đầu đi cầu ra máu đỏ tươi lượng ít, không đàm nhầy, phân màu vàng đóng khuôn, đi cầu 1 đến 2 lần một ngày, 1 đến 2 ngày một lần. Cách nhập viện 1 tháng, bệnh nhân đau âm bỉ, căng tức vùng hạ vị, lan sang hai bên, đau tăng lên khi thay đổi tư thế, đau nhiều khi nghiêng sang trái. Bệnh nhân đi ra máu với tính chất như trên, kèm đềm đàm nhầy, nên khi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy được chẩn đoán là u đại tràng sigma, được cho nhập viện điều trị nội 3 ngày nhưng không giảm, nên bệnh nhân xin xuất viện và đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, được đề nghị nhập viện. Phần tiền sử, bản thân thì có tăng huyết áp 16 năm, được điều trị thuốc liên tục nhưng mà không rõ loại. Huyết áp cao nhất là 220 và huyết áp dễ chịu là 106/80. Đái tháo đường tiếp 2 đang điều trị với metformin, mẫu ruột thừa 13 năm, không có tiền sử gì. Còn gia đình thì chưa ghi nhận bệnh lý liên quan. Tình trạng lúc nhập viện là bệnh nhân được thăm khám tại phòng khám ngoại hậu môn trực tràng. Ghi nhận là bình tĩnh, tiếp xúc tốt, bụng mềm, ấn đau nhẹ vùng hông trái, mạch 86 lần, huyết áp 120/70, nhịp thở là 20, cân nặng 55. Có các cận lâm sàng ở tiếng trước làm ở bệnh viện Chợ Rẫy là nội soi trực tràng và ống mềm có sinh thiết. Đại tràng sigma thì được kết quả là đại tràng sigma cách bờ hậu môn khoảng 15 cm, thấy một tổn thương u sùi. Sinh thiết thì vùng hậu môn trực tràng thì chưa phát hiện tổn thương. Được chẩn đoán theo kết quả sinh thiết của Đại học Y Dược của bệnh viện Chợ Rẫy là ca đại tràng sigma. Kết luận là carcinoma tuyến biệt hóa trung bình. Phần được chẩn đoán lúc vào viện là US đại tràng sigma, được cho điều trị tại khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Khoa ngoại nhận bệnh vào lúc 8:20, bệnh nhân được chỉ định thêm các cận lâm sàng để chẩn đoán. Cận lâm sàng đã làm là CT scan vùng tiểu khu có cản quang, thấy hình ảnh dày thành đại tràng sigma khoảng 13 mm, đoạn dày dài một đoạn tầm 3 cm, các hạch tổn thương từ 12 đến 13 cm, nhiều hạch cặn tổn thương và dọc động mạch chủ bụng có hoại tử vùng trung tâm, nốt đặt xương cổ ở cổ xương đùi bên trái, nội soi bàng quang chưa ghi nhận di căn bàng quang, siêu âm ổ bụng chưa phát hiện di căn gan, kèm sỏi thận trái, ít quang ngực thì cũng chưa ghi nhận bất thường các di căn của phổi. Công thức máu bình thường CA là 5,2 mg/ml, điện tim thì phát hiện có dấu hiệu thiếu máu cục bộ cơ tim, các cận lâm sàng thường quy khác cũng ghi nhận bất thường. Bệnh nhân được chỉ định mổ chương trình vào lúc 13:30 ngày 16 tháng 9 năm 2020. Chương trình phẫu thuật chẩn đoán trước mổ là ca chỗ nối đại tràng sigma và trực tràng. Phương pháp phẫu thuật cắt đại tràng thấp, nội soi, phương pháp vô cảm hay nội khí quản. Chương trình phẫu thuật. Em đọc luôn đọc chương trình nó hay. Ok. Không cần đọc cũng được, tại vì tất cả các bạn đều đã có cái protocol rồi. Em muốn đọc cũng được, không đọc cũng được. Tuy nhiên ở đây các bạn biết được rằng khái niệm cắt trước thấp là như thế nào. Chút xíu ta sẽ ôn lại cái đó. Ở đây người ta nói với mình trước mổ, chẩn đoán trước mổ và chẩn đoán sau mổ. Đây là phương pháp phẫu thuật cắt trước thấp nội soi. Thì một lát tôi sẽ coi là cái bài cắt trước thấp có đúng hay không. Như vậy bài của chúng ta hôm nay sẽ học các điều sau đây. Thứ nhất là thầy sẽ ôn lại cho mấy em cái bài đứng trước một bệnh nhân ung thư đại tràng học cái gì. Thứ hai là các cái phương án để điều trị cho một bệnh nhân bị ung thư đại tràng. Đầu tiên là ta phải có chẩn đoán trước mổ thì ta phải có TNM và RAD, và ta phải đánh giá được cái tiên lượng AJA của bệnh nhân. Nếu AJA của bệnh nhân là AJA mấy, ở đây ta không thấy AJA luôn. Gì nữa, ta phải cần phải xác định là có cần điều trị cái neoadjuvant trước hay là mổ xong rồi hãy là làm cái adjuvant sau. Thầy sẽ phân tích luôn. Tiếp tục như vậy ta sẽ coi đây có phải là cắt trước thấp hay không, định nghĩa cắt trước thấp là gì.
Cái thứ hai là sử dụng thuốc hóa trị trước hay sau mổ. Cái thứ ba là có cần bất cứ một phương pháp bổ trợ nào sau nữa hay không, thí dụ như là xạ trị hay là bất cứ cái gì khác, coi thế giới họ có làm gì nữa hay không, thí dụ như là quá mô miễn dịch hay là bất cứ cái gì mới nhất của thế giới, interleukin gì hay không. Được chưa? Và tiên lượng bệnh nhân này với cái TNM và RAD2 như vậy thì tiên lượng sẽ sống được bao lâu? T thì T mấy, anh là anh mấy và em là em mấy. Đây các bạn nhìn đây, các bạn sẽ thấy trước mổ người ta chẩn đoán đây là một cái ung thư đại tràng đã có kết quả giải phẫu bệnh là trung bình. RAD trung bình có nghĩa là RAD2. Và người ta có đọc luôn cho mình là T mấy, anh mấy và em mấy luôn. Nãy thầy thấy ở đâu đó? Đâu bạn Giang có tóm tắt lại cho thầy có T mấy, anh mấy, em mấy không? Dạ Có. là T4 phần kết luận cho hộ khẩu cũng có ghi là T4 NXMX. Rồi. Đây, ta thấy là T4, NXMX và RAD2. Mọi người đều phải viết cái đó vô trong tập liền cho thầy để chút xíu thầy phân tích. Xác định lại là tất cả những bạn học thêm với thầy những buổi này là để luyện nội trú, luyện là mai mốt sẽ thi nội trú, chứ không phải là học với thầy cho vui hay là trở thành học sinh giỏi. Không, thầy không có cần như vậy. Được chưa? Rồi, như vậy ta bắt đầu phân tích. Đầu tiên, ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên là chẩn đoán ung thư đại tràng cần phải làm những cái gì. Các bạn sẽ vô Google và ta gõ là colon cancer. Hồi nãy chúng ta bắt đầu vào lúc 16 giờ 7 phút, bạn Giang đã trình 7 phút và bây giờ thầy sẽ phân tích cho tới đúng 16 giờ 50 chúng ta sẽ dừng lại. Rồi ta sẽ học rất là nhanh cái bài colorectal cancer, ung thư đại tràng. Bài này hôm trước thầy có dạy lớp của trọng nhân Văn Kha rồi. Anh Giang có học bài này không? Dạ Có em học. có coi lại clip. Nhưng mà có học, à có coi chứ bữa đó không có đi học mà có coi đúng không? Ok, Dạ. như vậy ta sẽ nhớ được rằng khi đứng trước một ung thư đại tràng thì ta thuộc bốn cái khẩu quyết liền. Thứ nhất là đại tràng bên phải, anatomy đại tràng bên phải lớn, đại tràng bên trái, sinh lý đại tràng bên phải nước, đại tràng bên trái là phân đặc. Bản chất bệnh học của ung thư đại tràng bên phải là chồi sùi và bản chất ung thư đại tràng bên trái là vòng nhẫn. Và cuối cùng là bệnh nhân vào bệnh viện nếu là đại tràng bên phải thì là khối u và thiếu máu, đại tràng bên trái sẽ là tắc ruột. Tuy nhiên bệnh nhân này mặc dù là T4 nhưng chưa có tắc ruột. Như vậy ta thấy rằng ta phải hỏi lại là vì sao bệnh nhân này đi Chợ Rẫy khám? Vì sao? Đi cầu ra máu hay là cái gì? Alo? Dạ, phần này của cái nhớ là mình nén là không có Dạ. hỏi cái phần lý do đi khám lúc đầu, Chú chỉ ý phải là trả lời cho được lý do đi khám lúc đầu. Được chưa? Rồi ta bắt đầu đi tiếp. Đây nè, người ta sẽ dạy chúng ta là signs and symptoms. Đó, tức là triệu chứng thực thể và triệu chứng cơ năng của ung thư đại trực tràng thì phụ thuộc vào vị trí của khối u. Được chưa? Hồi nãy thầy nói rồi đó. Và còn phải liên quan chặt chẽ tới cái chuyện di căn. Như vậy thì bệnh nhân này hồi nãy ta không thấy BMI là bao nhiêu. Do đó cái nhóm làm bệnh án phải bổ sung thêm cho thầy một lát, học xong có bổ sung thêm BMI là bao nhiêu. Cái thứ hai là mặc dù đã mổ xong rồi, đã làm tốt nhất theo cảm giác của chúng ta rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có một cái đánh giá là anh là mấy và em là mấy. Vậy ta hỏi có cần làm thêm PET scan trước mổ hay không? Đây là câu hỏi rất là khó tại vì PET scan tới mấy triệu lần. Con này một lát các bạn sẽ làm bài tập thêm nữa nha. Được chưa? Thường triệu chứng bệnh nhân đi khám là rectal bleeding nếu là ung thư đại tràng của sigma. Vậy ta hỏi bệnh nhân này có phải là đi khám gì rectal bleeding không? Và bệnh nhân thường là sụt cân. Vậy ta hỏi bệnh nhân này có sụt cân không? Bệnh án làm cũng không đủ luôn. Có nghĩa là bệnh án này nếu đi thi các bạn sẽ bị trừ điểm rất là nhiều. Nãy giờ thầy đã trừ hết mấy cái rồi đó. Triệu chứng lâm sàng để bệnh nhân đi khám bệnh là cái gì? Không thấy. BMI của bệnh nhân cũng không thấy luôn. Rồi. Ta đi tiếp. Về phương diện di truyền thì trong bệnh án hồi nãy có ghi là gia đình không ai mắc bệnh liên quan. Ta cũng không biết được là trong gia đình của bệnh nhân có ai có cái gen ung thư đại tràng hay không. Do đó cái nhóm của chúng ta một lát thầy sẽ chỉ định là các bạn phải làm thêm một bài tập nữa. Đó là hôm trước thầy đã dạy lớp mình rồi. Đó là lớp mình hiện nay lớp trưởng là học anh Văn với thầy là trọng nhân đúng không? Dạ. Ok, còn cái nhóm mà Trường Giang lập ở đây là nhóm tự phát, tức là nó vượt ra ngoài cái lớp kia đúng không?
Dạ. Nhóm này là do em đứng lên khởi nghĩa, phất cờ khởi nghĩa, tự xưng là cái gì đó, giống như bên Venezuela mà nó đứng lên nó tự xưng là quốc gia độc lập gì đó cả. Rồi, vậy thì ta phải đọc thêm coi, nếu muốn nói tới một cái người nào đó bị ung thư đại tràng thì ta phải đi tìm cái gen gì. Thí dụ như bây giờ trong lớp mình có một người yêu con của ông này và quyết định cưới con của ông này, thì ta hỏi bạn đó có cần suy nghĩ lại hay không, có nghĩa là bạn đó cần coi coi ông này có cái gen ung thư đại tràng hay không, và trong gia đình của ổng có ai có bị gen ung thư đại tràng hay không. Và nếu em quyết định cưới cái cô đó thì cô đó cần phải làm xét nghiệm gì để biết là cô đó có mang cái gen ung thư đại tràng hay không. Được chưa? Những cái câu này thầy nói là Giang phải ghi lại vô sổ, rồi sau đó gửi lại cho thầy những câu hỏi này để mà thầy quyết định chọn thêm, hoặc là bạn sẽ chỉ định những bạn nào đó làm thêm cái bài đó cho thầy. Hiểu được chưa? Như vậy hồi nãy giờ ta đã mở rộng ra hai cái, mà chủ yếu là ta đi tìm coi cái gen của bệnh nhân này có gen ung thư đại tràng hay không. Rồi ta đi tiếp, các bạn nhìn thấy pathogenesis thầy đã dạy trước đây lớp mình rồi, ABC, A là etiology, bây giờ ta hỏi nguyên nhân của ung thư đại tràng là gì. Sau đó ta đi tới B là pathogenesis, bây giờ ta đang ở B. Được chưa? Còn C thì ta không học pathophysiology mà ta chuyển qua histopathology. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ học bài này dưới góc độ cũng ABC luôn, nhưng mà là ABC ngoại khoa, có nghĩa là etiology, pathogenesis and histopathology của cái thằng ung thư đại tràng. Đó. Thì các bạn thấy ở đây người ta có nói tới cái protein là P53 produced by TP53 gene. Do đó một lát bạn Giang phải chỉ định ai đó đi tìm thêm các tài liệu của Mỹ nói về cái B53 như thế này. Tại sao phải học như vậy? Bởi vì trong lớp của chúng ta sẽ có những người mà yêu ai đó, hoặc là chính trong gia đình mình hoặc gia đình của bồ mình đang yêu thôi, mà mai mốt đây mình có dự định cưới thì cái người đó có cần đi tìm cái gen ung thư của người đó hay không, nếu trong nhà người đó có ung thư, và nếu có thì ta sẽ quyết định là cưới hay không, và nếu cưới thì ta sẽ dự phòng cái chuyện ung thư đó như thế nào để sau này cái vợ mình sẽ không bị ung thư. Rồi về phương diện field defects okay, thì ở đây các bạn sẽ thấy là một cái kiến thức này là kiến thức nằm bên ngoài, các bạn muốn đọc thấy cũng được, không đọc thấy cũng được. Những cái điều mà người ta gọi là xe cắn chó, có nghĩa là không biết được là ở nhà đó sao có mấy người bị ung thư, hoặc cái xã đó sao có mấy người bị ung thư. Ta hay nghe nói là gì lý do ăn uống cho nên cái xã gì đó có nhiều người bị ung thư quá. Đây là cái chuyện mà đất nước của mình là sùm trời đất lên. Thí dụ như chất độc màu da cam, ta nói rằng sau năm 75 người ta nói rằng Mỹ phải bồi thường chất độc màu da cam bởi vì nó gây ra những cái người mà bị chất độc đó bị ung thư. Vậy thì ta có chứng minh được dưới cái góc độ khoa học hay không, hay chỉ là những tiếng đồn thổi gì đó. Rồi epigenetics, rồi ta đi tới phần chẩn đoán. Chẩn đoán thì các bạn thấy được rằng bệnh nhân của chúng ta chẩn đoán đã làm cái gì, soi đại tràng và sinh thiết. Ta hỏi bệnh nhân này có được chụp CT hay không, không có. Ta hỏi bệnh nhân này có cần chụp MRI hay không, Bệnh nhân ngày nãy có chụp CT á, có chụp CT. còn em ra gì không? Rồi bây giờ ta sẽ coi là trong trường hợp này nên chụp CT hay chụp MRI. Rồi ta sẽ quay lại ta coi cái kết quả CT của bệnh nhân này đâu. Không Giờ có. hãy mới lướt qua rồi nó xuống dưới. Dạ đó, đó. Có CT thôi nhưng mà không có hình. Thầy cần cái hình. Thầy cần cái hình, CT, có CT đây. Và nói các bạn đó phải gửi cho thầy coi cái CT. Tuy nhiên các bạn biết được rằng những cái gì mà có Hound field trên 50 thì CT không thể đọc tốt được. Mà cái ung thư đại tràng thì Hound field không thể trên 50 được. Nó chỉ khoảng 30, 35. Tối đa là 40. Như vậy phải chụp MRI. Như vậy ta hỏi em đi tìm phẫu thuật viên mổ ca này là ai? Thường là anh Tuấn. Đây là đề tài nghiên cứu sinh của anh Tuấn. Cho nên các bạn đi hỏi anh Tuấn là thầy Nguyên hỏi tại sao trong trường hợp này không chụp MRI mà lại chụp CT. Vì CT đâu có đọc được gì đâu. CT dùng tiểu khung có cản quang dày thành đại tràng sigma 13 mm, đoạn dày dài khoảng 3 cm, hạch cạnh tổn thương 12 tới 13 cm, nhiều hạch cạnh tổn thương được gặp vào mạch chủ, có hoại tử trung tâm, nốt đặt xương đùi, cổ trái, đùi trái. Ok. Như vậy ta hỏi trong trường hợp này CT và MRI thì cái nào tốt hơn? Rồi. Được chưa? Đi hỏi. Và trong trường hợp này nếu có điều kiện chụp PET scan thì ta có nên chụp hay không? Phải chụp. Vì lý do ta không biết có di căn phổi hay chưa, ta không biết có di căn não hay chưa. Như vậy, nếu bệnh nhân có di căn phổi thì sao, có di căn não thì sao? Một cái cuộc mổ của chúng ta, dù bệnh nhân có di căn não hay căn phổi thì cái chuyện khối u vẫn phải được cắt đi.
Nhưng mà cái chiến lược để điều trị sau sau khi mổ lại là rất là khác biệt. Được chưa? Như vậy ta có cảm giác rằng chúng ta đã làm rất tốt cho bệnh nhân, nhưng thực sự đã tốt chưa? Ta sẽ đặt những câu hỏi nữa. Rồi, ta sẽ đi tiếp. Rồi. Đây, medical imaging. Thầy đã gợi ý rồi. Khi nào thì chụp CT? Đó. Khi nào thì chụp PET scan? Khi nào thì chụp MRI? Như vậy, bạn Giang phải đi hỏi thêm Minh Tuấn. Nói là, thầy mới hỏi trong trường hợp này, nếu bệnh lần tới, nếu có một ca vô nữa mà anh Tuấn sẽ mổ, thì sẽ chụp MRI hay chụp CT? Nếu chọn phải một, chọn một trong hai, thì anh sẽ chọn cái nào? Và trong trường hợp nào thì anh sẽ cho làm PET scan, và trong trường hợp nào thì anh không cho làm PET scan? Rồi, ta bây giờ đi tới cái phần quan trọng nhất của bệnh nhân này, đó là histopathology. Hồi nãy các bạn đã có histopathology của bệnh nhân này rồi, đó là T4NXMX. Nhưng các bạn thấy rất là rõ là người ta đã đọc trên CT của mình là đã có hạch ở cạnh động mạch chủ bụng. Hôm trước thầy đã dạy mấy em ung thư đại tràng rồi. Một khi đứng trước ung thư đại tràng, chúng ta phải đọc cho được bốn cái hệ hạch của ung thư đại tràng. Đó là buricolic, baracolic, intermediate và paraiotic. Thì các bạn nhìn vô cái CT này, các bạn sẽ thấy đây là có hạch paraiotic rồi. Đây, nhiều hạch tổn thương dọc động mạch chủ bụng. Giang nhớ thầy đã dạy bốn cái hệ hạch đó rồi, nhớ chưa? Cho em xin lại bốn tên của hệ hạch đây. Ok, thầy sẽ gõ trên cái chat của lớp mình. Đứng trước một cái ung thư đại tràng, bắt buộc các bạn phải đọc bốn cái hệ hạch đó là buricolic, paracolic, intermediate và paraiotic. Học dạy đó thì mới gọi là học nội trú. Cái người tốt nghiệp nội trú là người ta nhìn cái ung thư đại tràng khác hoàn toàn người bác sĩ không nội trú. Thứ nhất là người ta mổ nội soi cắt giống như là anh Tuấn cắt. Một bác sĩ tốt nghiệp nội trú xong là ít ra cũng phải cắt gần được 50% những chuyện gì anh Tuấn đang cắt. Cái thứ hai là lý thuyết phải trình bày được bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Cái thứ ba tức là mổ phải gần bằng anh Tuấn. Cái thứ hai là nói tiếng Anh tiếng Pháp ngon lành. Cái thứ ba là gì? Nhìn cái góc độ của nó dưới cái góc độ ABC rất rõ ràng. A. Etiology, B. Pathogenesis, C. Histopathology. Gì nữa? Phải có xác định là hóa trước mổ hay hóa sau mổ. Hóa trước mổ ta gọi là neoadjuvant. Lớp mình học cái này rồi đúng không? Rồi. Dạ lớp chưa học thầy. Còn. Rồi. Không, em học rồi mà còn mấy bạn thì chưa. Mấy bạn khác thì chưa chứ còn em thì học rồi. Thầy dạy lớp trọng nhân trong đó có em rồi. Khi trường hợp này ta quyết định hóa trước rồi hãy mổ, ta gọi là neoadjuvant. Còn ta mổ xong rồi ta mới hóa thì ta gọi là adjuvant. Được chưa? Rồi ta sẽ đi tiếp. Thầy dạy bài hôm nay rất là kỹ, nhưng dưới góc độ để các bạn thi nội trú. Và nội trú Sài Gòn em chắc thầy không nói nội trú ung thư thì có trình bày được một vấn đề bằng tiếng Anh đâu, chứ đừng nói là tiếng Pháp. Phải hai ngoại ngữ, tiếng Anh tiếng Pháp ngon là mổ phải rất là ngon và kiến thức nội khoa phải vững và vô cùng khiêm tốn. Rồi, các bạn sẽ thấy bây giờ ta đi vô histopathology. Đây là chủ yếu của nó sẽ là ung thư adenocarcinoma, 95% cho tới 98%. Còn lại những cái dạng khác không đáng kể. Và người ta đã đặt vấn đề immunohistochemistry, có nghĩa là quá mô miễn dịch. Được chưa? Quá mô miễn dịch thì ở đây người ta nói là không có chắc chắn. Maybe used in uncertain cases. Như vậy, Giang phải giao cho một bạn khá làm cho thầy một cái bài nữa, đó là hóa mô miễn dịch trong ung thư đại tràng. Có nghĩa là ung thư đại tràng trong trường hợp nào thì phải làm hóa mô miễn dịch, và trong trường hợp nào thì không làm hóa mô miễn dịch. Được chưa? Như vậy thầy sẽ ghi lên trên cạnh của chúng ta là hóa mô miễn dịch. Như vậy hồi nãy giờ thầy hỏi rất là nhiều. Đó là cái này có nên giữa CT và MSCT và MRI thì nên chụp cái nào? Hỏi cái thứ hai là cái này có nên làm PET scan hay không? Cái hỏi tiếp là có cần chẩn đoán gen? Trong trường hợp nếu bạn yêu cô con gái của ông này thì các bạn có nên làm cái gen ung thư đại tràng của ông hay không? Nếu bạn em không yêu con ông thì thôi. Nhưng mà lỡ anh Tuấn làm nghiên cứu về cái này thì sao? Thì chúng ta phải hỏi tiếp. Như vậy những câu hỏi này đều phải được đi hỏi anh Tuấn hết. Là thầy Nguyên đã dạy tụi em bài án này. Thầy Nguyên phân tích cho mấy em những các vấn đề ABC như thế này. Thầy Nguyên đã yêu cầu chúng em là phải nắm vấn đề về histopathology như thế này. Bốn cái hệ hạch như thế này.
Gì nữa? Metastasis cần phải đánh giá bằng PET scan. Gì nữa? Đây là một cái ung thư giai đoạn mà cái RAD2, RAD2 thì chúng ta biết được rằng khả năng sống thêm 5 năm nữa của bệnh nhân này rất là thấp. Nếu bệnh nhân này y chang về mà RAD1 và quá trị tốt thì bệnh nhân này có thể sống thêm 10 năm nữa. Tuy nhiên hồi nãy chúng ta thấy là hạch đã đi tùm lum rồi, mà bây giờ PET scan thì ta không biết được là không có làm, cho nên không biết được ung thư có di căn lên phổi hay lên não hay chưa, cho nên ta không thể nói được là bệnh nhân này sẽ sống bao lâu nữa. Rõ ràng một người bác sĩ làm tốt nhất cho bệnh nhân nhưng ta không thể nói trước được là bệnh nhân sống được bao lâu nữa thì cũng là một cái chuyện buồn của mình. Rồi về lifestyle thì chúng ta biết được rằng cái chế độ ăn của người bị ung thư đại tràng rất là quan trọng. Sau 40 tuổi đừng ăn thịt đỏ nữa, nhắc đi nhắc lại. Và các bạn cũng nên khuyên ba mẹ mình sau 40 tuổi đừng ăn thịt đỏ, đặc biệt là thịt đỏ nướng là không ăn sau 40 tuổi. Ở Cần Thơ chúng ta hay rất là khoái cái món gọi là nem nướng Thanh Vân, ở trong đó có cái món thịt đỏ nướng đó, rất là người khoái. Cứ vô đó gọi một cái dĩa nem nướng thì bao giờ cũng có một cục thịt đỏ bằng ngón tay cái nướng, xỏ lụi, nướng. Không ăn cái thịt đó nữa. Hoặc là cơm sườn, sườn bì chả ở Cần Thơ. Không ăn cái đó nữa sau 40 tuổi. Còn sinh viên thì cứ ăn. Mày ơi, ung thư thì sao? 40 năm nữa mới ung thư, giờ cứ ăn đi, sáu mấy tuổi mới chết mà. Các bạn hiểu được chưa? Không được ăn thịt đỏ, đặc biệt là thịt đỏ nướng. Rồi, đó là về lifestyle. Rồi gì nữa? Medication supplement. Người ta thấy rằng aspirin làm giảm cái tỷ lệ ung thư ở đại tràng. Tuy nhiên aspirin thì lại gây xuất huyết tiêu hóa. Celecoxib, aspirin là chế cốc 1, colecoxib là chế cốc 2. Các bạn đọc thêm cho thầy hai cái đó được chưa? Được chưa? Có một được. Screening ta hỏi bây giờ xách cái máy soi đại tràng đi soi hết mọi người đi kiếm ung thư đại tràng hay sao? Vậy thì screening bằng cách nào? Được chưa? Như vậy bạn Giang giao cho một bạn nữa trả lời cho thầy cái câu là screening bằng cách nào, ai là người sẽ được chọn screening? Được. Trong đó ta có một cái xét nghiệm quan trọng nữa là fecal occult blood testing. Đây là một cái cận lâm sàng rất là quan trọng trong các trường hợp đi làm tầm soát các bệnh nhân bị ung thư đại tràng. Vậy thì ta hỏi nếu một ai đó làm cái nghiên cứu sinh về dự phòng ung thư đại tràng trong cộng đồng, thì ta hỏi anh đó có thể đi lấy phần lấy cức của bệnh nhân về để đầy trong phòng thí nghiệm luôn không? Phòng xét nghiệm của bệnh viện Đa khoa thành phố mình luôn không? Để khi tốt nghiệp của ảnh mà tốt nghiệp được cái tiến sĩ của ảnh thì xong đó thì cả bệnh viện mình sẽ có một đống cức ế bình luôn. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy ta phải làm DNA nè, chưa? Giờ blood hemoglobin nè, đó, các bạn thấy chưa? Đây là những kiến thức rất là sâu mà các thầy lên Mỹ người ta đã hướng dẫn. Thì một khi các bạn đã chấp nhận nghiên cứu, hoặc các bạn nhận làm đề tài, hoặc xin, các bác sĩ nội trú thì không thể nào làm những đề tài mức độ như vậy nữa. Tại vì cái mục tiêu chính của người bác sĩ nội trú là tay nghề chuyên môn giỏi và phải tiếp cận các, luôn luôn phải có thầy giỏi hướng dẫn để sau này ta sẽ giảng dạy hoặc là sẽ thành trợ giảng để hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên, rồi sau này mới thành cán bộ giảng chính chính thức, thì lúc đó ta mới có một cái nguồn cung cấp cán bộ giỏi được. Rồi về phương diện phẫu thuật thì ta không có phê phán gì cả, tuy nhiên ta sẽ đi tới cái câu là định nghĩa thế nào là cắt trước thấp. Bây giờ ta sẽ vô cắt trước thấp. Đầu tiên ta sẽ lấy một cái tài liệu tiếng Việt cắt trước thấp là gì, sau đó ta sẽ lấy một tài liệu tiếng Anh cắt trước thấp là gì, sau đó ta phải lấy tài liệu tiếng Pháp cắt trước thấp là gì. Vậy vì thuật ngữ cắt trước thấp là thuật ngữ của người Pháp đưa ra, người Pháp là cái người khai phá ra kỹ thuật mổ này, cho nên ta đọc phẫu thuật cắt trước thấp. Rồi trong ung thư đại tràng đây cắt trước thấp ta sẽ chia một ba trên, một ba giữa, một ba dưới. Rồi vậy có bạn nào đã nắm cái bài cắt trước thấp chưa? Alo, dạ thầy giải thêm thầy, em nghĩ chưa, tại giáo trình nó không có ghi đầy đủ đó. Ok, nó chỉ giới thiệu tên. Rồi bây giờ ta coi có cái kỹ thuật mà anh Tuấn làm này có phải là cắt trước thấp hay không. Rồi trong tiếng Pháp ta lại thêm một cái gọi là phẫu thuật unblock. Unblock tức là lấy nguyên một cái cục luôn, lấy trọn khối luôn, unblock. Nhắc lại những kỹ thuật này đều là những kỹ thuật từ Pháp mà ra, tức là các ông tổ sư mổ cắt đại tràng
đều là đầu tiên vẫn là những cái ông tổ sư về của người Pháp. Người ta nói cho các bạn về phẫu thuật mai thì các bạn biết rồi, phẫu thuật mai là người ta sẽ đem cái đầu trên của cái khối, của cái đại tràng ra ngoài làm hormone nhân tạo, còn người ta sẽ đóng đầu dưới lại và bệnh nhân sẽ không còn đi ỉa đường tự nhiên nữa, người ta gọi là phẫu thuật mở, và người ta khoét luôn hết cái hormone luôn, khoét một cái lỗ chống dọc dưới luôn, và phẫu thuật mở, được chưa? Còn cắt đầu trên mở ra và đầu dưới khâu lại thì ta gọi là phẫu thuật hạt man. Ở đây ta có thấy phẫu thuật mai mà ta không thấy hạt man, cho nên các bạn học thêm, đọc thêm cái từ phẫu thuật hạt man nữa. Hạt man. Hạt man procedure. Đây. Trong cái hạt man procedure thì các bạn biết là có hai loại hạt man. Một cái loại hạt man là cắt đầu trên, rồi cắt khối u, cắt đầu trên khối u. Alo, em đang gọi online, chúc em gọi lại. Chưa chưa em dạy online xong rồi em gọi lại, em đang dạy online. Rồi. OK, các bạn biết được rằng thủ thuật hạt man nè là một cái phẫu thuật mà người ta sẽ cắt đầu trên của khối u, thường là bao nhiêu cm, các bạn phải đọc lại. Rồi sau đó ở bên dưới thì ta có hai loại, một loại là để nguyên luôn, khâu đầu dưới lại mở đầu trên ra, còn một loại nữa là cắt bỏ luôn nguyên khối u, đây cắt theo kiểu này, rồi mở đầu trên ra và đóng đầu dưới lại. Vậy các bạn sẽ thấy có hai loại hạt man, đó. Một loại hạt man là lôi hai đầu ra để khối u lại. Một loại man là cắt luôn khối u luôn, rồi đóng đầu dưới lại, mở đầu trên ra, rồi 2 tuần, 1 tháng gì đó mới bắt đầu đóng lại để cho bệnh nhân đi cầu lại bình thường, ta gọi đó là hạt man. Còn phẫu thuật mở là mở đầu trên ra, khoét hết lỗ đít luôn ở dưới, lấy khối u và khoét luôn, ta gọi là phẫu thuật mở rồi. Trời, phẫu thuật ngoài thì nó rất là tàn bạo. Như vậy các bạn hãy học thêm cho thầy được một cái từ gọi nữa, gọi là hạt man. Thì trong hạt man nó có tới 2 phẫu thuật lận chứ không phải là một. Rồi và học thêm cho thầy một phẫu thuật nữa gọi là phẫu thuật mới. Rồi bây giờ ta quay lại coi cái phẫu thuật này có gọi là phẫu thuật cắt trước thấp hay không. Cắt trước thấp đây. Rồi như vậy các bạn về đọc thêm tài liệu cắt trước thấp bằng tiếng Việt cho thầy, được chưa? Thầy lấy cái link này thầy bỏ lên đây thôi, không cần lấy link đâu, các bạn chỉ nhớ giùm thầy lấy cái từ cắt trước thấp là các bạn kiếm tài liệu được rồi. Tuy nhiên thầy nói lại, ông tổ của nó là tiếng Pháp, cho nên ta phải đi tìm tài liệu bằng tiếng Pháp. Nó là Recession Anterior Basse. Đây, Recession Anterior Basse. Thì anh Tuấn của mình nói là bệnh nhân này đã được mổ cắt trước thấp. Như vậy ta sẽ đọc cái bài này, coi có thiệt là cắt trước thấp hay không, có đúng hay không. Sau mình đọc xong mình nói, anh ơi em thấy tài liệu tiếng Pháp này nó nói cắt như vậy không phải là recession anterior bass. Rồi sau đó các bạn chuyển cái bài tiếng Pháp này nè qua cái bài tiếng Anh, rồi các bạn đi kiếm tiếp. Các bạn vô translation trên Google Translate, các bạn gõ recession anterior bass, chúng ta bấm cho nó là tiếng Pháp. Sau đó ta gửi qua bên tiếng Anh, được chưa? Thì nó là low anterior resection. Rồi tuy nhiên bên tiếng Anh thì nó đòi hỏi các bạn thêm cái tính từ vô nữa, có nghĩa là các bạn phải thêm đây thì tiếng Anh nó sẽ là low anterior resection and abdominal perineal resection. Thì sau khi đọc này này xong, các bạn thấy anh Tuấn đã làm một cái phẫu thuật này chứ không phải là cắt trước thấp. Được chưa? Low anterior section and abdominal perineal. Đó. Như vậy thầy sẽ lấy cái bài này. Rồi, thầy sẽ thảy lên trên cái link cho lớp mình. Được chưa? Rồi, thầy sẽ để vô. Rồi. Như vậy bảo là bạn, các bạn đang có được một bài vừa là cắt trước thấp, một bài là vừa mổ nội soi ngã ngã ổ bụng, thì rõ ràng bệnh nhân của mình đã được làm như vậy.
và kết hợp cả hai cái lại chứ không phải là chỉ có cắt thứ thấp. Như vậy mình nói là anh Tuấn ơi, bệnh nhân của anh đã được làm theo phương pháp này, đó là low anterior resection and abdominal perineal resection laparoscopic. Ở trong cái tựa này nó vẫn còn thiếu cái từ laparoscopic, cho nên còn phải thêm một cái laparoscopic cho nữa. Ok, hoàn thêm nha. Rồi vậy ta hỏi tới đây chúng ta đã học được bao nhiêu phần trăm rồi, bao nhiêu vấn đề mà thầy đã nêu ra rồi. Để tôi coi lại cái. Rồi định nghĩa kết hợp T3 MX MX J2. Rồi các bạn đọc thêm một cái bài J2 nữa. J2 tức là grade in colon cancer. About colorectal rate 1, 2, 3, 4, number colorectal rating. Rồi, các bạn phải đọc thêm bài này nè. Được chưa? Rồi. Rồi, thầy sẽ đưa cái này lên cho các bạn. Rồi, các bạn sẽ đọc thêm. Ok, được chưa? Rồi ta sẽ để lên trên cái link và các bạn thầy để đây là các bạn phải copy đem về lại cái nhà mình liền nha. Mỗi bạn học với thầy đều phải có một cái kênh YouTube, một cái kênh Zalo, một cái kênh Facebook, một cái Google Drive và nhiều công nghệ khác nữa. Hiện nay có cái lotus.vn cũng xài được lắm, các bạn nên mở thêm cái dự trù để khi thầy đang giảng như vậy thì các bạn copy các bạn dục lên đó liền, nó rất là dễ thương, dục lên đó dễ thương hơn Facebook nữa. Có thể có nhiều bạn ngồi đây chưa biết à, các bạn vô đăng ký đơn giản lắm, và mỗi lần thầy giảng bài các bạn cứ copy các bạn dục lên đó để dặn, mà giống như đi dọc đường mình gặp gì đó mình lụm bỏ vô giỏ vậy đó. Rất là dễ thương, mặc dù nhiều người Việt vẫn ghét nó. Rồi thầy xài tới 8-9 cái công nghệ luôn, cái nào mà nó mạnh cái gì là chúng ta đó. Khi nào thầy giải cái gì đó thì các bạn có thể lên đây. Ví dụ như nãy thầy mới nói cái gì đó, các bạn bỏ lên đây liền. Được chưa? Rồi. Thì các bạn bỏ lên trên Zalo thì các bạn bỏ lên đây tiện hơn. Rồi để. Rồi nãy thầy nói gì đó? Cái này. Thế là các bạn lượm bỏ lên liền. Rồi mình đi dọc đường mình thấy cái gì vui là mình cứ lượm bỏ lên đó. Thay vì mình bỏ lên Zalo thì mình bỏ lên Lotus. Lotus nó là một cái bức tường, các bạn dán lên bao nhiêu cũng được, dán chục cái cũng được. Zalo các bạn dán chục cái nó hơi chật, cũng được, nó không chật. Nhưng mà Facebook thì phiền. Được chưa? Rồi vậy thì các bạn giải quyết thêm cho thầy cái rá. Còn gì nữa? Các bạn phải đọc thêm neoadjuvant và adjuvant, tức là điều trị quá và bổ trợ, quá liệu pháp bổ trợ và tân quá liệu pháp, tân bổ trợ và tân bổ trợ. Rồi ta sẽ coi tiếp, coi trong phần bình án các bạn còn cái gì nữa. Được chưa? Như vậy thì chỉ... còn cái phần TMN đó thầy. Ok, TMN nè. TMN thầy nghĩ là nãy giờ thầy nói rồi chứ. Dạ. Trong ung thư đại tràng thì bắt buộc cái quan trọng nhất của nó là TMN nè, bắt buộc. Được chưa? Ở đây ta đi tìm TMN ở đấy, xem coi nó có nói gì không. Không thấy. Thế là ta phải đi làm một cái bài TNM nữa. Okay. Rồi, đây. TNM thì ta, hôm trước thầy đã dạy trong lớp rồi. Lớp mình thì dạy rồi. Ta có TIS, T0, T1, T2, T3, T4. TIS là cái khối u còn nằm trên bề mặt của đại tràng, của niêm mạc của đại tràng. T1 là nó vượt qua lớp màng đái, T2 là ăn vào lớp, chuẩn bị ăn vào lớp cớ, T3 ăn vào lớp cớ và T4 là ăn ra ngoài lớp cơ và ra luôn ngoài thanh mạc. Được chưa? Đó. Rồi ở đây người ta còn chia ra là T3A, T3B các thứ. Được. Như vậy,
Hôm trước thầy đã nói với lớp mình rồi. Tuy nhiên nhiều bạn ngồi đây vẫn chưa được thầy dạy tế. Trừ chỉ có bạn hồi nãy thầy liếc qua một cái thì thầy thấy Minh Phúc có học rồi. Đây ta điểm danh một cái nè. Cho tới giờ phút này sắp hết giờ mà chúng ta thấy chúng ta vẫn chỉ chính thức là 18 người. Nếu mà thầy tới 2 người rồi, vậy các bạn có 17 người. Tuy nhiên nãy giờ thầy live stream cho nên nhiều người học. Thầy điểm danh qua một cái thầy cho bạn thấy là Trường An nè, Nguyễn Công nè. Được chưa? Như vậy, những cái bạn mà không có học với thầy đó thì phải cập nhật liền kiến thức do Minh Phúc với lại Trường Giang cung cấp cho. Trong cuộc sống này nên giúp đỡ nhau, thế thôi. Nhưng mà lúc vô phòng thi nội chú thì mạnh nào nấy. Nếu thi là nha, lúc đó là thằng nào đậu thì đi tiếp, thằng nào rớt là dân ra ngoài. Cho nên lúc đó không có giúp nhau đâu nha. Lúc học thì giúp nhau, chứ lúc thi gần tới thi là có bài là giấu biệt hết luôn á. Mấy cái bài đọc cô bài là phải giấu để mình đậu nó rớt chứ. Giờ mình tung ra cho nó luôn, mai mốt có đậu mình rớt sao? Được chưa? Đây các bạn thấy đây là TMN nè. Cho nên thầy lấy thầy bỏ lên luôn trên trên cái Yellow chat của mình. Không phải trên cái mid chat của mình. Đó, rồi các bạn lấy về trang của mình nữa.